Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. What the hell? Đây à, đây à? À thấy rồi nhá, thấy rồi nhá, thấy rồi nhá. Nãy mình nhìn không rõ anh em mày nó ngay ở đây. Cởi chân à? Xong. Thế nên cởi chân à? Ổn luôn anh em. Một chiêu đầu tiên rất là đơn giản nhá. Rồi ok. Xem kiếm người nào các bạn ơi. Anh em nghĩ là thung lũng còn ai hay không đây? Tôi nghĩ là chẳng còn ai đâu. Ở phải trưởng, mình nghe thấy tiếng súng bắn. Cái đậu xanh chỗ nào vậy ta? Tự nhiên nghe thấy tiếng đạn nó sượt qua người anh em ơi, nhưng mà không trúng nhá. Trúng thì làm gì mà tôi lại còn ngồi đây nữa với anh em, lại lên bảng điểm số luôn chứ mọi người. À, ở trên này à? Ui, tôi tưởng ở dưới là mất công chạy mãi xuống dưới. Thì sao nó ở trên, được. Lên xử nó thôi anh em. Không thể để cho nó gáy quá nhiều được anh em ạ. Phải xử lý thôi. Người đâu ta đây hả? Đâu? Chạy đâu rồi em? À đây. Nó có đây rồi các bạn ơi. Ngay khu trước mặt nhá. Thấy chú rồi. Vượt cái hàng rào anh em ơi. Mà nó hơi khó. Rồi ok làm sao? Cái đầu. Cái đầu. Vỡ đầu. Không cần nói nhiều anh em ơi. Thế rồi anh em. Ăn nấm đã. Đây là nấm ba củ nha mọi người. Khá ổn nhỉ. Thằng này xem nó có khẩu gì đây anh em. Ồ. Có một khẩu VDS nữa. Thôi đi anh em. Đang cầm súng ăn ngon. Cầm VDS để làm cái gì hả anh em. Nãy giờ mà còn ông súng này. Cúm người coi anh em ơi. Từ từ đã. Xuống dưới lấy xe đi săn mại anh em ơi cho nó dễ. Đúng rồi đây. Lên xe anh em. Sĩ kẻo chảnh thì đâu chảnh. Anh thì một mình là toàn chơi solo thôi mấy bạn ơi. Hai ba người chơi nữa à. Lên xem còn đứa nào ở trên không là cho nó lên bảng là vừa. Thế thôi anh em, đơn giản mà. Hello. Trên này có một đứa này. Ở vãi trưởng, vãi trưởng, vãi trưởng, vãi trưởng. Vãi trưởng này, đứng lại. Ngồi ăn được à? Nó còn ngồi ăn được, ngồi ăn được à? Ngồi ăn được à? Ngồi ăn được này, thanh niên này. Nhây thế nhỉ anh em. Rồi. Tậu được luôn khẩu P90 của nó anh em ơi. Khá là đã. Băng súng mình có rồi, khỏi cần đi. Lên xe đi anh em. Mình có một cọ bóng keo thôi. Cứ để ra ngoài. Đây anh em, lên cổng trời nào. Lên thẳng cổng trời luôn sân mạng. Chứ tôi có ngại gì đâu hả anh em. 21 người chơi nữa à. Thôi thì anh em cứ từ từ. Cứ lên trên săn từ đứa một thôi. Chứ biết sao giờ hả mọi người. Ồ, không thấy người. Đủ. Đào đâu ra người bây giờ nhỉ anh em. Chỗ này có không ta? Hình là có đấy nó. Ở ngay trên cái chỗ cột thang anh em ấy. Phải không ta, hay là hòm xác vậy? Hòm xác thôi anh em ơi. Tay súng 3 chất phết. Có giảm thanh này. Tậu luôn cái giảm thanh anh em. Đủ. Khá ổn anh em ơi. Xe mình vẫn còn đây thì tiếp tục săn mạng thôi. Rồi nhá anh em, người đâu? Uầy. Đùa chứ anh em, chẳng tìm đâu ra người này. Thế các bọn ở dưới này chúng nó chạy đâu cả rồi. Cái đậu xanh. Kiếm người xem ra là cũng hơi khó khăn trong cái tình huống này anh em ơi. Khó hiểu ghê ta. Sao anh bắn em hả? Chắc là anh lỡ tay thôi em ơi. Thật ra chơi game như này anh biết ai đâu. Cứ thấy người là bắn thôi anh em ơi. Làm sao thì cố gắng lấy được top 1 thôi mà. Lượn có mấy khu này vừa thấy vắng lắm anh em ơi. Xe thì cái lượng giáp của xe là còn full cơ. Full 100% như thế này thì ngại gì đâm đụng. Thính này, thính này. Lên thính đi anh em ơi.
chắc là sẽ có người đấy. Ơ, đứa nào vậy? Đứa nào vậy? Đứa nào vậy? Chỗ này à? Ồ. Oh my god, xong này, chỗ này hả? Chỗ nào vậy? Đây à? Cái đậu xanh. What the hell này, thiên nhiên này. Ngồi đây còn máu à? Hơi ngáo rồi nha em ơi. Chú là chú hơi bị sai lầm với anh rồi đấy nhá. Lượm thêm đạn này, máu mình có mấy rồi, có 6 túi gì à? Lượm thêm đạn tiểu liên. Thêm cả chảo luôn anh em ấy, quá ổn luôn này. Đây, có cái trang bị gì không xài, vứt luôn đi nhá. Tay súng 2 cũng vứt đi luôn. Ơ, vứt mìn đi anh em ơi, mình không chơi mìn. Thêm đạn ổn rồi anh em ơi, 13 người chơi nữa. Bên này có gì không đây anh em? Hầm sắt này trông có vẻ nghèo nhỉ. Ui, lại thêm bom keo này. 6 bom keo rồi. Tuần này mình sẽ tiếp tục lượm thêm bom keo nữa. Ui, có cả ô da luôn. Đủ, ngon vậy anh em. Anh em đã thấy là đủ gắt chưa anh em ơi. Còn một cái ống súng 2 thì mình cứ để dự phòng trong ba lô thôi. Khá là ổn nhỉ. Cái này thì bọn đầu tiên mình đang thu lại thôi anh em ơi. Trận đấu đang còn rất là căng thẳng nữa. Lên xe anh em. Cùng kẹo tiếp tục săn bạn nào mọi người. Anh chưa bình thường thôi à, bạn đâu giỏi đâu em ơi. Có người, có người này, có người này. Cái đậu xanh này. Làm sao đấy mẹ, làm sao đấy mẹ. Dựng mong keo cả. Cho dựng rồi nhá. Cho chú dựng rồi nhá. Dựng mong keo đi em ơi. Dựng mong keo đi em ơi. Dựng mong keo đi này. Dựng mong keo đi em ơi. Cho dựng mong keo luôn nhé. Dựng mong keo này. Dựng mong keo này. Dựng bom keo này. Lên anh em ơi. Đến lúc mình cần câu lên rồi. 9 quả bom keo cơ mà. Ngại gì. Ngại gì. Dân chơi ngại gì mưa rơi hải anh em. Cái đậu xanh này đứng lại. Trận đấu hải mây. Trận đấu hải mây. Úi dồi. Gắt quá nhỉ. Ok, xong luôn thằng bé này. Mình sẽ cần lượm thêm đạn xuống trường mà thằng này không có. Nó có mỗi bom keo với lại máu này. Cái đậu xanh. Chơi combo gì dị vãi trời anh em ơi, quần máu đã. Có giáp chống nổ mới nhưng mà nó nát quá rồi anh em ơi, không nên lựa. Chơi cái giáp 3 này, à đâu, giáp 2 này vẫn ổn hơn này. Đơn giản bởi vì nó không nát anh em ơi, cái giáp kia thì quá nát rồi. Vẫn đọc số 2 ra ngoài nhá. Đạn súng trường còn có xíu à, tí mình lượm thêm. Nếu không thì không chơi nổi đâu anh em. Trên này chắc là có. Thử coi anh em. Mình chẳng biết là thính này thính gì nữa cơ, hình như là thính AWM. Không có đạn súng trường, nghèo thế. Để mình lên trên lượm một vòng này anh em, người đâu. Wow. Tôi xem này anh em, trên nóc nhà này. Cái đậu xanh này. Cái đậu xanh này, trốn hả em ơi. Thanh niên trên nóc nhà, dã man thương nhỉ. 51 viên đạn súng trường. Lỡ thêm đạn súng trường thôi anh em ơi. Có mấy đứa thủ mà trốn tận trên nóc nhà cả. Thế thì xanh mộ là đúng rồi nhá. Ui, không có đạn xuống trường. Hôm nay nghèo nhỉ anh em. Hồng sao nó mãi trên nóc nhà kìa anh em. Qua đây coi, có mấy cái hồng sát này. Có người này. What the hell. Tôi lại cứ thử hồng sát cơ. Thì sẽ là người à. Thêm xíu đạn xuống trường này. Sửa giáp ok kìa đã. Máu nó còn nhiều lắm anh em ơi. Vứt bớt đi. Mà lượm thêm đạn. Vứt tầm này máu đi là ổn này. Còn 7 túi máu này. Lượm thêm đạn tiểu liên này. Đạn súng trường này. Ok anh em đi thôi. Xe này thì vẫn chạy ngon nhá. Let's go. Gỡ xe cũng hơi mệt anh em ơi. Nhưng mà vẫn chạy tốt. Thế này là ok rồi. Đi anh em. Let's go nào. Ok ok. 5 thằng nữa. Ôi đừng, ôi đừng. Ngay vùng bom rơi anh em ơi. Bọn nhà tạm đã. Không chơi dại, không chơi dại. Mình sợ chết lắm anh em. Xe này còn chạy tốt nhá. Lên. 5 thằng nữa thôi hả. Cố kiếm trận top 1 nào. Trên nóc xưởng kia thì mình thấy không có ai rồi. Thế bây giờ xem còn mấy đứa nữa nhở. Bo càng ngày càng nhỏ rồi nha anh em. Còn mấy đứa nữa thì mình coi nào. Như vậy còn 5 thằng nữa cơ. Ok.
Lại vòng vào trong để tìm người vậy anh em? Chả thấy động tĩnh gì cả. Khổ, bọn này nó chạy đâu rồi? Chắc đi trốn cả rồi nha. Mày nhiều khi anh em tìm kiếm mấy cái thằng đi trốn ấy, mấy thằng thủ nhà ấy, mệt dã man. Thế này anh em, rồi luôn, UAV không có ai. Chỉ xem là thính này có người hay không thôi anh em ơi. Đấy, để săn mãi cho nó dễ. Không có, không có. Lên trên đi. Không có thì chỉ có lên thẳng trên thôi. Bứt xe, đi bộ. Ui, UAV này có ai không ta anh em? Đây rồi, đi rồi, bên này, bên này. Qua đây sơi nói anh em ơi. Thằng bé vừa ở đây thôi. Ơ nó chạy đâu rồi nhỉ anh em, chạy lẹ nhỉ. Uầy, ăn gì chạy lẹ thế nhỉ anh em. Bây giờ tìm không ra này. Mười mấy giây nữa thì vòng bo tiếp theo nó sẽ thu lại mà thôi. Tôi cũng đang chờ đây anh em. Chờ xem đứa nào ngáo ngáo cái là hạ luôn. Rồi nhá, 4 thằng nữa. Ok anh em chờ tôi xíu này. Vắng tanh không có người. Có một con xe này nữa. Lấy con này chạy luôn anh em. Ui, làm mãi quả thính tận ngoài kia. Thính xa dã man. Lại lên xưởng cơ khí thôi anh em. Bo thì đang thu lại rồi nhá. Nếu mà lên được cái trò cây này thì ngon này. Mình nghĩ là có người rồi, có đứa ở trên rồi. Ồ, không có. Hay. Không có thì đây đúng là một chỗ thủ. Phải gọi là tuyệt vời anh em ơi. Chờ bao thu thôi anh em ơi. Mình có giảm thanh mà. Cắn trộm tốt. Có người này. Thế kia, đứng lại. Lên bảng. Xong, thằng nào trên này nữa. Khoảng cách hơi xa, chưa nhìn ra được anh em ơi. Nhưng mà kiểu gì nó cũng phải chạy xuống mà. Chạy xuống cái là xanh mộ với mình nhá. Còn vị trí của hai thằng nữa, pha này cũng hơi khoai. Đâu rồi anh em? Có một đứa ở góc trên này, mình đang dình nó. Hai. Còn hai thằng nữa anh em ơi. Có một thằng góc trên mà ta sao tìm không ra nhỉ? Khá là căng đây. Vào bo trước đã. Kiếm chỗ nào ok đấy anh em ơi. Căn nhà này thì cũng ổn đấy. Lên luôn. 8 kill rồi, hạ gục 2 mạng, 10 kill top 1. Nào, chờ xem anh em ơi. Một đứa ở dưới đây. Ê cái đậu xanh này. Ê cái đậu xanh này. Nó qua đây anh em ơi, nó qua đây. Chạy xuống xử nó. Hai. Đâu rồi em ơi? Nó ngay dưới à? Lên bản đi mày. Lên bản điểm số này. Thằng cuối. Tầm này còn đúng thằng cuối thôi. Thôi anh em ơi. Chưa biết nó đâu. Căng bãi trưởng nhở. Chuẩn bị mấy kill top 1 này. Đâu rồi em ơi? Lạ ghê ta. Bo thu lên phía trên. Lên trên đi anh em. Tầm này thì khá là gắt rồi anh em ơi. Mình là mình tìm chưa ra thằng cuối luôn anh em ơi. Đủ. Đâu vậy ta? Đứng đây có ổn không nhỉ? Cũng ổn đấy. 20 giây nữa bọn mình thu lại này. Càng 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 công ạ. Công chờ tôi tí để tôi coi nào. Thằng cuối đâu ta? Cảm giác hồi hộp vãi trưởng nhỉ? Mình lại sợ cho nó quá cơ anh em ơi. Cái đậu xanh. Chưa đưa nó chạy qua cả. Mình chạy qua trước đi anh em. Nhầm bóng kia để làm gì? Nhầm bóng kia để làm gì anh em ơi? Thấy rồi, thấy rồi. Thấy chú rồi nhá. Cái đậu xanh này. Ê, đừng gốc cây à? Đồng 3 đi em ơi.
Nòng 3 này. Nòng 3 này. Nòng 3 này. Xong, 10 kill top 1. Đơn giản mà anh em, vậy thôi. Một mớ bông keo này. Tên tên. Anh em thấy đơn giản không? Top 1 luôn. Chơi game cảm giác khá là nhẹ nhàng. Yes. Cộng 15 điểm, 10 kill top 1. Đủ tiêu chuẩn top 1 của mình rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.